công Thịnh Hồng tiêu diệt được cái tại hội thành hai cái Inferno. Rất nguy hiểm anh em. Và dị lắm. Là lô thế giới, top 4 thế giới nó dị lắm. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay thì anh em một nhà đánh với cả là VN Top 9. Vâng, đội đứng ở vị trí top 4 thế giới trong giải World Map 30.000 đô vừa rồi thôi, chứ cũng không có đội nào mạnh lắm đâu. Nhà đối thủ này cũng hơi mềm một chút xíu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lấy được một trận đánh bằng Super Dragon đến từ anh Khổng Hùng. Và trong trận đánh video ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy được cái độ la lô rất khét đến từ VN Top 9. Rồi, khí cầu chiến đã bốc gọn luôn khu vực nhà chính rồi nha. Và này sẽ tiếp tục như thế nào đây? Kinh đang cố gắng chạy ở khu vực phía ngoài. Thêm pha cuồng nộ nữa đây. Đóng băng chuẩn chỉ luôn. Bịt được cả Royal thổi gió. Inferno với cả là lều thợ xây chiến đấu luôn. Rất chuẩn chỉ trong pha thi đấu này. Bịt thêm một cái nữa, không trượt van nào. Kinh ở khu vực góc dưới đang quay xe. Quá chuẩn luôn. Còn 3 băng, 1 cuồng nộ và 1 bình độc dược trong tình huống này đây. Thoải mái thi đấu luôn anh ạ. Uy tín làm thêm cái air defense và bốc được luôn đại bàng trong ca này. Rồi champion bắt đầu tầm này mới vô hỗ trợ anh em đây. Tít quá luôn anh ạ. Đánh quá chất trong pha thi đấu này luôn. Rồi, và chúng ta sẽ cùng theo dõi những trận thi đấu đến từ cả hai đội luôn các bạn nha. Rồi champion đâu rồi? Ôi thợ xây ca này anh tôi không thèm thả độc luôn. Bịt cái rất chất lượng này. Lụng cái X-Bow sao sang đây làm luôn cái air. Ngon luôn. Rồng vẫn đang cố gắng thổi nhấc người trong tình huống này. Bịt luôn cái thì bốc xoáy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đồ chơi nữa mà. Vâng, quả Royal Champion gồng cái nữa là uy tín ngay. Quá chiến trong tên này luôn các sếp ạ. Ui giời, nó lại mát máy quá luôn. Anh em thấy xem video hay nhớ cho một lượt like, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nha. Tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo của VN Top 9 nào các bạn ơi. Là trận thi đấu của Amolin đi Queen với cả Lalo các sếp nha. Chiến luôn bạn ơi. Xe phóng lửa đã có mặt trong tình huống này. Và em Queen sẽ triển khai ở đâu đây? Đây rồi. Chính diện khu nhà chính luôn. Xe phóng lửa đang cố gắng bắt em Queen đúng không ạ? Được hết đấy. Chỗ bên đây có kinh thủ nhà với cả quản giáo. Nhưng mà đầu tư trước mình cuồng nộ đã không xoắn lắm trong pha này. Ok luôn. Hết sức bình tĩnh và đầu bổ sung ngay một Head Hunter các bạn. Úi dồi ôi, tím luôn. Một Head Hunter chạy bộ vào pha này nữa. Bị máy bắn đá xử lý gọn luôn rồi. Rất nhẹ nhàng bình tĩnh các bạn. Úi dồi ôi, xe phóng lửa lụng gọn luôn nhá. Máy bắn đá bên kia không làm ăn được gì. Queen đang quay xe ông pha này sẽ ra sao đây? Bốc nhanh lên em. Đội bạn đánh Lalo rất khét. Nếu anh em nào mà từng xem dài ở World Map ở trên kênh của mình rồi thì cũng sẽ biết VN Top 9 đánh khét lẻ như thế nào trong trận từ đầu dài đến cái lúc mà phân định top 3-4 với cả là PlayStation luôn đâu. Thật trời lắm. Ca này tiếp tục đập cuồng nộ cho Queen ở khu vực cây Inferno 1 tí ạ. Một balloon được đi thẳng và hút được một bom đỏ, một bom đèn trong pha này. Rất là kinh nghiệm luôn. Kinh cũng đã được gồng lên rồi. Ăn quả bom nhưng mà vẫn tiến tiếp. Lalo sẽ đi hướng ngược lại rồi. Các bạn có thể thấy là tầm này ăn mới có được khoảng tầm 2/3 bản đồ thôi, chứ cũng không có gì nhiều đâu cả. Lalo còn lại bằng một ít air defense với cả là cái Inferno. Càng thật sự trận này đội bạn lỡ ngỡ chốc băng với cả tàng hình rồi. Bản giáo gồng cho em Lava đi lên kìa. Úi dồi, càng thế à trời. Như vậy là một trận thi đấu chấp có một băng với một tàng hình thôi. Ảo thật sự luôn ạ. Đánh thế thì ai mà đỡ được. Ok, tiếp tục nào các bạn ơi. Tiếp tục là một trận đánh đến từ người chơi Tuấn Bọ Cạp. Đây cũng là một trận đánh bằng Super Dragon, nhưng mà có kẹp một nhân bản các sếp ạ. Đây rồi, như vậy là rồng một bên hướng góc 5 giờ và đi khí cầu chiến Blim luôn. Rồng rất ổn áp cho pha này. Một quả rồng mà Blum với cả là rồng lửa, khí cầu chiến được bảo vệ toàn bộ luôn. Rồi, bắt đầu nhân bản lụng luôn được cái
Inflo và Inpo trụ Wizard cũng như rất nhiều bom đỏ chỗ cây thổi gió. Quá uy tín trong pha này luôn. Thật đời quá, King bắt đầu hỗ trợ em Queen chạy thẳng về hướng góc 9 giờ. Đến đây bắt King của đội bạn cực kỳ nhanh chóng khi mà Rồng đang được hỗ trợ bởi một pha cuồng nộ ở đây. Em Queen có Headhunter và hỗ trợ anh em nữa ở đây này, Queen sẽ bị xử lý thôi. Tốt, Queen hạ nốt cây Elephant ở bên này. Rồi Champion đâu, cứ bình tĩnh, lúc này chúng ta đang còn tận một nộ và ba băng, còn một độc nữa còn chưa thả cơ. Ice Golem như vậy là hỗ trợ cho Royal Champion từ góc hướng 12 giờ đổ về. Thêm pha cuồng nộ nữa rồi. Em Rồng siêu cấp đang cố gắng bốc được cả Inferno một nhiều tia nhưng mà không kịp. Chúng ta vẫn còn nhiều đồ chơi góc dưới lắm, không phải lo. Đã xong cái máy bắn đá, Royal Champion gông gái hạ nốt luôn này. Uy tín quá chứ còn gì nữa. Trận này là thoải mái lia luôn đến từ người chơi Tuấn Bọ Cạp. Anh em đánh Rồng rất bay. Tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo ở bên VN Tom Tài nào các sếp. Rigo Torres sẽ là một người chơi đi Queen Lalo nữa ở trong trận thi đấu này. Và đây là pha đi Queen góc ngược ở dưới lên ạ. Sẽ là sao? Không tiếp một pha nữa ở đây. Rồi tới luôn nào. Một luôn thăm dò xem có bom bẫy gì trong tình huống này không cái đã. Như vậy là không có gì. Em Queen thoải mái ủi vào khu vực phía trong. Thịnh Mậu đang bắn cho Queen là như mưa luôn. Này thì xúc chúng tôi này. Lục nhẹ thế nào. Được của nó đấy. Và như vậy là đầu tư thêm cả Baby nữa. Cắt ở hướng góc trên 12 giờ rồi. Queen dưới này sẽ được hỗ trợ tiếp một bình cuồng nộ khi mà gặp em Royal Champion ở đây. Không đóng bằng trước ạ. Lại Tesla bên này nữa. Rồi Wizard cắt đẹp như thế kia rồi thì anh em vào đâu nữa. King vào để hạ nốt cái E-Defend để bắt đầu mới vào à. Úi, hay là Lalo từ hướng nhà chính vậy. Ca này khả năng Lalo hướng nhà chính rồi. Được em Lava là Royal Champion sẽ bắt được em màu chim đây. Thanh niên King đã gồng và cắt góc ở bên kia là mượt rồi. 6 giờ cho Lava. 6 giờ cho Lava trong tình huống này. Vậy là hơn một nửa bản đồ sắp hẹo đến nơi rồi. Thật trời quá. Những đơn vị tướng đánh rất khét các bạn. Nhiệm vụ của Lalo còn lại rất nhẹ nhàng sau khi mà pháo đại bàng đã được hạ. Xử lý nốt cái máy bắn đá rồi. Quá chất. Cầm đá sẽ vào việc ở trong pha này rồi. Rồng đẹp lắm. Bắt đầu tiếp thả đá và tiếp cận một cái máy bắn đá ở góc còn lại. Ui dồi, thêm cuồng nộ cho Balloon thẳng một phát nữa về chỗ máy bắn đá. Bỏ qua em Queen bởi vì đâu có bắt được đâu mà chỉ có Headhunter vào xử lý. Ui dồi rồi. Đánh thế này thì trời đỡ. Rồi bạn này khét quá. Rồi chấp tàng hình luôn rồi. Điều đánh như thế này cơ mà. Và không phải trận này mà tiếp tục những trận tiếp theo đây này. Đây là một trận đánh Skelly Donut Lalo đến từ Metro. Các bạn có thể thấy là cuồng nộ, tàng hình, xương và Paspel đã được người chơi này áp dụng luôn và tấn công thịnh hồng, tiêu diệt được cái tại hội thành hai cái Inferno. Rất nguy hiểm anh em. Và dị lắm. Lalo thế giới, top 4 thế giới nó dị lắm. Ui dồi ôi luôn ạ à. May đấy. May mà ca này còn một chút xíu nữa chứ không thì đúng là còn cái nịt. Nhưng mà cũng đi luôn thôi anh em. King Queen vào đâu đây? Ca này là bị lag à? Ê, vẫn có thợ đang sửa kìa. Đúng rồi luôn, không thấy sợ luôn. Thành niên King sẽ ủi tốt và hạ được một cái Elephant trong tình huống này. Nhiệm vụ của em đấy là như vậy. Em Queen có nhiệm vụ chạy vào khu vực nhà chính nữa. Ad nhỉ. Royal Champion để tiêu diệt máy bắn đá ở đây nữa không. Rocky Balloon này các bạn này. Hạ nốt trụ Archer này. Royal Champion dẹo dẹo bên này một chút xíu. Chứ đáng ra nhiệm vụ của em nó là phải ăn cái E hướng góc 7 giờ cơ. Đúng rồi. Queen có nhiệm vụ bốc ở chỗ khu vực nhà chính. Đúng rồi. Trời ơi, trời ơi bạn ơi.
Rồi, tới luôn. Thằng Queen có gồng không bạn? Nhiệm vụ của Queen đã hoàn thành xong khi mà bốc được khu vực nhà chính rồi chứ bạn. Úi giời ơi. Đi luôn, thả đá góc dưới này. Lalo cũng đã được yểm trợ vào đây. Rồi sẽ là sao? Thêm một bịch động. Thế nhỉ? Tiếp tục là những em balloon với cả là lava sẽ được tiếp cận nữa. Rồi, ở trong cái thả đá là có luôn Rider. Úi dồi ôi, vào tấn công nó giã trò như mưa. Ở trên đây là Headhunter được gồng để vào mà bắt Queen trong pha này. Rất nhanh tay đến từ Metro. Và tiếp tục vào đây nữa này. Rồi chạy vào đây nữa, lúc em kinh luôn với chất chơi chứ này. Headhunter bốc nửa máu luôn bạn ạ. Đội bạn đánh rất bay anh em ạ. Là lô top thế giới khác bọt lắm. Nếu các bạn thấy thích video này của mình nhớ để lại nút like, share đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nha. Cũng như giúp mình đạt được 200.000 người đăng ký sớm luôn anh em. Và nếu mà các bạn múc các gói trong cửa hàng, anh em nhớ nhập cái mã Akari và nhà sáng tạo nội dung bậc 3 đầu tiên ở Việt Nam các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục nào. Tiếp theo sẽ là một trận đánh bằng Lalo nữa anh em ạ. Vâng, đánh nhà số 4 bên chúng ta. Đội bạn đầu tư phá tường Sneaky Goblin này. King Queen cũng đã được ủi vào đây và đưa Giant đi trước để đỡ đòn cho King Queen. Rất khét. Tiếp tục là một Giant nữa. Những em xương được thả ra để nhiễu sóng đây này. King được mở lối bằng một em siêu công thành binh luôn. Chiến lắm các bạn ơi. Có một cái xoáy trong khu vực này. Quyết định gồng King luôn để bắt Queen của đội bạn. Độc dược cũng được thả ra để làm chậm bước tiến quân của Headhunter và Lava. Rồi ở Champion đang hỗ trợ Queen để xử lý xong khu vực nhà chính. Chín luôn. Rồi luôn tăng kích bầu. Ui giời ơi. Tàng hình em Royal Champion để mà tiêu diệt cái Inferno một tia trong tình huống này. Gắt thật sự. Và chỗ còn lại là có thả đá đang triển khai tấn công rồi. Đầu tư một bình đóng băng và thêm cả tốc trong pha này để bắt cái mỏ chim sớm này. Inferno một tia dường như đang rất là càng. Ôi, những em Lava Pup hút được một đống đồ chơi trong pha thi đấu vừa rồi. Wow. Em Lava đi qua rồi Lava Pup phá được một đống bom bay ở đây. Giúp cho Lalo của bạn ấy khỏe nguyên trong tình huống này. Chật thật. Thả đá ở đây vẫn còn căng nữa chứ. Quanh khu vực nhà chính là rất nhiều đồ chơi. Vậy đội bạn lại làm thêm bay nữa các sếp ạ. Trong trận này đội bạn làm nhẹ 5 bay luôn. Dữ thật đấy. Lalo thế giới nó khác bọt lắm. Rồi rồi, đừng quên tối nay tiếp tục xem giải trên TikTok nữa các bạn nha. Mình vẫn livestream bình thường. Đây là một trận đánh nữa Lalo, nhưng mà đây là Ice House chứ không phải là bằng em Lava House bình thường. Úi giời, đưa Giant và đầu tư luôn cả Queen kinh trong khu vực này rồi. Xui Lalo đấy các bạn. Và này sẽ ra sao đây? Rồi luôn nhá. Kinh một dọc ăn một cái E nhá. Queen sẽ ăn khu vực nhà chính nhá. Rồi máy bắn đá cũng được Kinh xử lý luôn trong vòng pha gồng đấy. Nguồn Royal Champion cũng được hỗ trợ ở đây rồi. Đất áp. Gồng rất sớm để không cho em ngựa bị hẹo. Và xử lý rất nhanh tay đến từ người chơi số 1. Em Queen bị Inferno một tia sẽ xử lý tốt và tàng hình luôn ạ. Úi dồi ôi, cho pha này luôn các bạn này. Độc dược liên tiếp là hai bình được triển khai rất nhanh tay và Royal Champion bây giờ mới gồng nè. Vâng, muốn bắt được một cái air defense nhưng mà có lẽ là không đúng như ý muốn rồi. Dù sao thì đội bạn cũng có một pha xử lý gọn ở cái góc 9 giờ này các bạn. Rồi, ai sau bắt đầu vào. Đây thả lùn rất là tốn tốn. Tiếp tục nữa này. 3 mũi tấn công, 2 mũi lava và 1 mũi bằng thả đá. Dọn là rất gọn ở đây rồi đây. Tiếp tục bạn ấy thả thêm một cái tốc. Bạn ấy còn có cả xương nữa cơ. Đội bạn đình Lalo nó lạ lắm, nó nhẹ lắm. Gông hoàn giá trong khu vực này.
bị ba cây Inferno nó đang đốt căng luôn các chị bạn. Rất nhiều bom bẫy ở vùng trung tâm và bạn kích hoạt đúng thời điểm luôn thật sự chứ. Hay. Rất mượt bàn đấu này những em xương này. Đầu tư những em xương và tốc luôn để nhiễu Queen này, bắt kinh luôn của đội bạn này. Rất là VIP anh em ạ. Đấy, bắt đầu khép góc lại và đóng băng cho em Queen bị đơ thì bên này có Headhunter vào để yểm trợ, hỗ trợ ngay lập tức. Lúc mà em Queen nhận ra vấn đề thì hẹo hết rồi. Quá đỉnh trong pha thi đấu này đến từ bên VN Top này. Hẹn lại tất cả quý vị và các bạn trong những video và livestream của mình sắp tới các bạn nha. Chúc anh em một cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như nhập mã Akari nha. Bye bye anh em.